Các bạn ghi thêm một là ma lý huyết. Quên mất chưa bạn ạ? Các bạn đợi tí để nó lên trên màn hình nhé. Rồi, nào em ghi nhá. Định nghĩa này thì cái phần A định nghĩa thì các bạn ghi cho thầy là mặt cầu ấy, thì các bạn hiểu đơn giản như sau này. Hồi cấp 2 ấy, các bạn nhớ là cái khái niệm là gì ạ? Khoảng cách từ tâm Y, à khoảng cách từ một điểm M bất kỳ, cách tâm Y một khoảng không đổi là R chưa? Thì tất cả những cái điểm M cách Y một khoảng không đổi này thì nó sẽ là một đường tròn tâm gì? Tâm Y. Các em hiểu cái gì nó không ạ? Đấy là định nghĩa về đường tròn. Thế thì đấy là trong mặt phẳng nhé, trong mặt phẳng nó sẽ là như vậy. Thế bây giờ trong không gian ấy thì sẽ có vô số các mặt phẳng đi qua tâm Y chưa, có hiểu như thế không ạ? Và cứ mỗi một mặt phẳng chúng ta thu được một đường gì? Đường tròn, đúng không? Thì gộp tất cả các đường tròn vào với nhau kết hợp lại thì chúng ta sẽ thu được mặt gì? Mặt cầu. Các em hiểu không ạ? Các em hiểu đơn giản là trong phiên bản 2D là trên giấy thì chúng ta có đường tròn, còn trong phiên bản hình không gian thì sẽ là có mặt cầu. Đấy, vậy ý nghĩa nó rất đơn giản thôi ạ. Mặt cầu S tâm O bằng N. Đó chỉ là tập hợp những điểm M và OM luôn cách một khoảng. O đây là chính là tâm O các bạn, hiểu không ạ? Đó. Thế khối cầu là gì? Khối cầu các bạn hiểu đơn giản như này. Mặt cầu là giống như quả bóng thôi, chúng ta xách cái vỏ bên ngoài thôi. Còn khối cầu là phần không khí bên gì? Bên trong lẫn cái vỏ đấy. Ok không ạ? Đấy, hoặc là nước bên trong. Đó, hiểu đơn giản như vậy. Thế thì phần một nhỏ hai nhỏ các bạn ghi vắn tắt cho thầy nhá. Tập hợp tiếp theo là cái phần quan trọng này, thì bạn ghi cho thầy ba nhỏ, mình sẽ không ghi theo trong tờ tài liệu nhá, mình sẽ ghi tóm tắt ạ. Ba nhỏ cho thầy đó là gì? Đó là vị trí tương đối giữa một điểm đó và một mặt cầu nhá. Thế các em nhìn này, thứ nhất vị trí A2, các em nhìn A2 chưa? Rồi. OA ở đây các em hiểu là gì? A là một điểm nằm trên mặt cầu, vậy thì O ở đây chính là bán kính E gì? R. Các bạn nhìn thấy được cái điểm OA không? OA là bán kính R. Thế thì để cho điểm A nằm bên ngoài, A2 nằm bên ngoài mặt cầu ấy, thì rõ ràng khoảng cách OA phải lớn hơn bán gì? Bán kính. Đúng chưa? Đấy, OA lớn hơn bán kính, OA2 lớn hơn bán kính thì chúng ta có A2 nằm bên trong, à nằm bên ngoài. Thế nếu mà cái điểm OA, cái điểm A ấy, bằng bán kính như sao? Điểm A mà nằm ở vị trí mà sao cho khoảng cách OA bằng bán kính thì nghĩa là nằm trên mặt gì? Trên mặt cầu. Đúng không ạ? Thế còn OA1, đây A1 đây này. Thì bạn thường nghe OA1 là bé hơn R chưa? Bé hơn thì nằm bên gì? Bên trong. Cái này thì giả thầy không dạy các bạn cũng có thể dễ dàng các bạn suy luận được. À, nhưng mà thầy cũng phải nói qua các em không biết. Đó là vị trí tương đối của một điểm với mặt gì? Mặt cầu. Đúng không ạ? Rồi. Chúng ta chưa nói đến phần nội tiếp ngoại tiếp vội nhá. Bây giờ các bạn ghi cho thầy bốn nhỏ. Đấy. Vị trí tương đối giữa mặt cầu với mặt phẳng. Cái này rất là dễ để nói qua đây. Thì nó sẽ có ba vị trí nhá. Các em nhìn này. Vị trí thứ nhất là gì đấy ạ? Là không cắt. Các em nhìn thấy mặt phẳng P chưa? Nó có cắt mặt cầu không? Không. Vậy thì để mặt phẳng P không cắt mặt cầu thì điều kiện là gì? Khoảng cách từ tâm O này đến mặt phẳng P này, xong chưa? Nó chính là bằng O gì? OH. Và nó lớn hơn bán gì? Bán kính. Thì chắc chắn là không cắt. Ok ok em. Thế còn nếu mà tiếp xúc thì sao? Tiếp xúc thì khoảng cách từ O đến mặt phẳng P nó sẽ bằng bán gì? Bằng OH và bằng bán gì? Bằng kính. Nó trường hợp dễ nhất các bạn liên tưởng được, đó là quả cam các em đặt trên một cái gì? Cái bàn. Đúng không ạ? Quả cam đặt trên bàn thì nó chính là tiếp xúc chưa? Tiếp xúc tại một điểm H mà thôi. Đó.
Thế còn trường hợp là gì ạ? Là cắt thì sao? Đó. Thì khi và chỉ khi là khoảng cách từ tâm O đến mặt phẳng P sẽ phải nhỏ gì? Nhỏ hơn này nữa. Và các em nhớ nhá, cái tiết diện ấy, khi các bạn lấy một mặt phẳng, bạn cắt mặt cầu thì tiết diện là một đường gì? Đường tròn. Có thấy không ạ? Ok chưa? Đó là một đường tròn. Thấy chưa? Em đợi thầy mở Zoom. Thế Đức forward cho thầy vào nhóm trong Zoom cho này. Thầy gửi rồi. Em gửi cả mật khẩu nhá. Rồi. Ok này. Bây giờ chúng ta có tiếp theo này, vị trí tương đối giữa mặt cầu với đường thẳng thì nó tương tự như thế này, các em nhìn này. Đầu tiên nhá, trường hợp có nhìn thấy cái đường thẳng delta này nó xuyên qua mặt cầu không? Nó xuyên qua là nó cắt sẽ cắt tại mấy điểm đấy ạ? 2 điểm. Đúng không? Cái điều kiện như vậy thế thôi. Điều kiện chúng ta có là khoảng cách từ O đến đường thẳng này là O gì? OH. Và rõ ràng là OH ở đây nó phải nhỏ gì? Nhỏ hơn bán kính. Được chưa? Cái tiếp xúc thì sao? Tiếp xúc giống kiểu là em để quả cam cho em đặt một cái đũa chạm vào cục với quả cam ấy. Đấy thì tương tự là khi đấy là OH chính là khoảng cách từ O đến delta sẽ bằng bán gì? Bán kính. Được chưa? Thế còn nằm bên ngoài, đúng không? Thì tương tự OH phải lớn gì? Lớn hơn. Cái này nó tương tự như các anh kia. Đó. Thế cái đấy nó rất là dễ đúng không ạ? Thì cái bài ngày hôm nay ấy, cái ba cái phần 3 4 5 nó chưa phải là phần quan trọng nhá, nó chỉ là có trong phần lý gì lý thuyết mà thôi. Nhưng mà sang bài tập chính của chúng ta nó sẽ liên quan đến công thức sau. Đấy, thì bạn ghi thầy 6 nhỏ. Đấy, các công thức quan trọng cần nhớ. Thực ra có hai công thức được, đó là công thức diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu. Anh với Tâm, Ngọc Anh là Tâm vừa vào Zoom. Nào bơ các bạn nhớ này, dạng 1 thì rất là dễ, thì bài này thầy giao cho các bạn về nhà các bạn làm. Nhá, có câu nào hiểu thì buổi sau thì chữa, nghĩa là nó chỉ là đơn giản như thầy với lý thuyết thầy vừa nói thôi đó, vì mình không có thời gian nhiều để mình học tất cả các cái dạng dễ này, cái này thì thầy nghĩ là các bạn có thể tự hiểu được. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng đến dạng 2, đó là dạng bài toán tính toán liên quan đến diện tích và cả thể gì, thể tích chính là hai công thức thầy vừa nói cho các em ấy. Thế mà chúng ta sẽ học luôn này, nhưng mà thầy sẽ demo vài câu nhé, sau các bạn làm trước đó. Thì các bạn nhìn câu 15, người ta cho là bán kính khối cầu này, à thể tích của khối cầu này 36 pi đúng không ạ? Thế bây giờ thầy hỏi Diễm công thức thể tích là gì? Vừa học xong. 4 gì? 4 phần 3 pi r mu mấy? 3. Thế mình có tìm được r không em? Có. Dễ dàng mình lấy làm như sau. 36 pi chia cho 4 phần 3 pi chưa? Sao nhiêu đây em? R có 3 bao nhiêu đấy? Hả? 27. Thế thì rõ ràng mình căn bậc 3 của 27 r mấy? Bậc 3 chưa? Đó gì ạ? À, dễ không ạ? Thì nhớ là cả cái dạng này nếu trong đề thi thật của các em để tốt nghiệp ấy, nó là mức độ dưới 5 điểm nhá. Đó, chú ý giờ này. Rồi, các bạn trong Zoom hiểu câu này rồi thì comment thầy 15A phần chat nha. Bật mic lên hỏi lên luôn được. Làm câu 16 nào. Một mặt cầu có diện tích là 16 pi. Thế bây giờ hỏi Khiêm công thức diện tích là gì ạ? 4 pi r gì? R bình. Nhá. Bằng mấy? Bằng 16 pi. Vậy thì ai cũng nhầm được R bình bằng mấy? Bằng 4 đúng không ạ? Chia mà. Đó. Vậy thì R mấy? R bằng 2. Đáp án là gì? À. Đó lớp hiểu chưa? Đó, rất là dễ đúng không ạ? Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn đến chủ đề 3, đó là chúng ta sẽ làm việc với cả mặt cầu và khối cầu. Thế định nghĩa đơn giản như sau, các bạn nhìn nhá. Trong không gian, nếu thầy có một điểm là O, một điểm cố định là O, và tập hợp những điểm M quay xung quanh O một giá trị không thay đổi. Thầy vẽ hơi méo một chút nhưng mà chắc là các bạn hiểu. Trong không gian nhá, tất cả những điểm nào quay xung quanh O một giá trị không đổi, một khoảng cách không đổi là bằng R.
thì chúng ta hình thành được mặt gì? Mặt cầu. Mặt cầu em hiểu là gì? Mặt cầu là cái mặt xung quanh chúng ta chỉ có diện tích. Còn khối cầu là gì? Khối cầu là chúng ta tính toàn bộ phần thể tích bên gì? Bên trong. Vậy thì cái bài mặt cầu này chúng ta có đúng hai công thức, các bạn cần phải nhớ. Công thức thứ nhất là công thức diện tích. Diện tích xung quanh ấy là 4πr bình. Còn thể tích sẽ là 4/3πr mũ 3. Các bạn ghi thầy đúng hai công thức này vào. Cái bài toán mặt cầu này của chúng ta sẽ có 3 dạng bài chính. Dạng 1 là bài tập lý thuyết. Thì dạng này rất là dễ rồi, các bạn chủ động làm trước ở nhà, tự làm ở nhà. Dạng 2 cũng thế, dạng 2 là tính diện tích với cả thể tích. Dạng này rất là dễ bởi vì là thực ra công thức rất là đơn giản đúng không? Người ta sẽ cho sẵn các bạn bán kính đi tính diện tích hoặc tính thể tích thôi. Thì dạng này các bạn cũng tự làm, chủ động làm ở nhà cho thầy. Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào dạng 3, đó là xác định và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp. Mặt cầu ngoại tiếp. Rồi, các bạn ghi luôn cho thầy hai là mã bài tập. Bài tập ba nhỏ dạng 3, xác định âm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp nha. Mặt cầu và ngoại tiếp là hình chóp này ấy. Thì các bạn nhớ thầy nghĩa là gì? Nghĩa là mặt cầu này đi qua tất cả các gì? Các đỉnh. Đỉnh S, đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C đi qua hết. Và điều này có nghĩa là gì đây? Cái khoảng cách OS này bằng OA, bằng OB, bằng O gì? OC. Và đều bằng bán kính đúng không ạ? Vậy thì bài toán hôm nay bản chất là em đi tìm trên hình có điểm nào cách đều được tất cả các đỉnh là chúng ta thành công. Biết được đỉnh, tìm được cái điểm đấy thì nghĩa là điểm đấy chính là tâm của mặt cầu ngoại tiếp. Và chúng ta sẽ xác định được ngay bán gì? Bán kính. Đấy, bây giờ thầy sẽ cho bạn phương pháp để chúng ta tìm cái tâm O này như thế nào. Một, xác định tâm đáy. Nghe nhé, tâm đáy là gì? Tâm đáy là tâm đường tròn ngoại tiếp của đáy. Thì chúng ta sẽ có 6 hình cơ bản sau, các bạn cần phải nhớ. Thứ nhất là tam giác vuông. Đáy tam giác vuông nha các em. Thầy là tâm các bạn xác định là trung điểm cạnh gì? Cạnh huyền. Nhớ nhá. Tiếp theo, tam giác đều thì là trọng tâm. Trọng tâm thì bạn nhớ là giao của hai đường trung gì đây? Trung tuyến. Đúng chưa? Hoặc là lấy tỷ lệ 1/3 đấy ạ. Và cuối cùng là tam giác thường. Tam giác thường các bạn nhớ rồi, chúng ta xác định như sau này. Là lấy giao của hai đường trung trực. Giao đường trung trực chưa? Đấy là hết tam giác. Tứ giác thì các bạn nhớ rồi như sau. Chúng ta có hình vuông. Là giao của hai đường chéo, là tâm đường tròn ngoại tiếp. Hình chữ nhật là giao của hai đường chéo. Đúng chưa? Và cuối cùng là lục giác đều. Sẽ có bài các bạn gặp ở lục giác đều ấy. Thì lục giác đều các bạn nối hai cái đường này vào này, nối hai cái điểm này vào này. Có cái đoạn này dài nhất chưa? Lấy trung điểm là xong. Thì có 6 hình cơ bản các bạn cần phải nhớ cách xác định. Thực ra cái này thầy đã dạy ở các bạn được cái bài toán là xác định bài toán tính thể tích của hình chóp đều đấy. Mình cũng phải xác định tâm đáy đúng không? Thì đây thầy ôn lại cho các bạn nào quên nữa. Đó là các bạn dựng trục vào đáy. Thế trục đáy là gì các bạn nhớ này? Trục đáy là đường thẳng đi qua tâm đáy. Đi qua tâm đáy. Tiếp theo là đường thẳng vuông góc với mặt đáy. Nhớ rồi. Đường thẳng trục đáy là đường thẳng đi qua tâm đáy và vuông với mặt đáy. Các bạn nhìn tiếp này. Nhìn tiếp này, nghe thì nói nhá, đừng có chép một tí thôi cho các bạn chép. Tập trung đây không phải không hiểu. Sau khi bạn dựng được đường này rồi thì nhớ thì tính chất này, đó là gì? Là mọi điểm thuộc trục đáy
mọi điểm từ trụ đáy thì luôn cách đều các đỉnh ở đáy. Đấy. Đấy. Tất cả những điểm thuộc trục của đáy sẽ luôn cách đều các đỉnh ở đáy. Đây là tính chất thứ hai mà các bạn cần phải nhớ. Và cuối cùng bước 3. Cái bước 3 này là xác định tâm mặt cầu. Thì bước này thầy sẽ không thể tổng quát cho các bạn được. Tại sao? Bởi vì thực tế các bạn sẽ gặp 3 kiểu bài chính. Và đến từng kiểu thầy sẽ hướng dẫn các bạn xử lý nốt cái bước 3 này. Bởi vì mỗi một cái kiểu chúng ta sẽ có cách làm khác nhau, cho nên thầy không thể tổng quát được điều đó các bạn. Vậy thì phương pháp tổng quát là các bạn nhớ thầy là bước 1 quan trọng nhất tâm đáy, thứ hai là trục đáy, rồi bước 3 chúng ta sẽ tùy từng dạng bài chúng ta xử lý nốt. Vậy các bạn ghi bước 1, bước 2 vào đi, cả bước 3 vào đi. Rồi chúng ta sẽ đi từng đến từng dạng bài một, chúng ta sẽ học cái cách xác định. Nhưng mà đến bước 3 với dạng bài này chúng ta xác định như nào được tâm đáy thì các bạn nghe này. Bước 1 này là xác định tâm đáy. Đúng không? Bước 2 trục đáy, giống hệt phương pháp tổng quát rồi. Trục đáy thì gọi là đường thẳng D nhá. Thế sang bước 3 này, với bạn này chúng ta làm như sau. Đầu tiên là bạn dựng đường trung trực. Dựng đường trung trực. Của cạnh bên. Cạnh bên mà vuông với mặt đáy. Và các bạn nhớ là đường thẳng delta này, sau khi bạn dựng được xong thì bạn chỉ cần cho delta cắt trục của đáy ở đâu thì cái điểm này chính là tâm của mặt cầu ngoại tiếp. Đấy, suy ra luôn thì là tâm mặt cầu ngoại tiếp. Đấy. Vậy là bài này nhớ về cái phương pháp xác định tâm nhá, là dựng đường trung trực của cạnh bên vuông với mặt đáy, cho cắt với trục của đáy, chúng ta sẽ có tâm mặt cầu ngoại tiếp. Đây, để minh họa cái điều này thì các bạn nhìn lên bảng này, thầy sẽ ví dụ này. Nào các bạn nhìn lên bảng, tập trung nghe nhá. Giả sử một hình chóp tam giác SABC, được chưa? Có SA vuông với mặt đáy. Và thầy tặng luôn các bạn tâm đáy là O luôn. Cho trước tâm đáy là O chưa? Và qua chúng ta xây dựng trục của đáy đúng không ạ? Thì từ O thầy kể đường song song S gì đấy? SA. Bởi vì trục đáy là đi qua O và vuông với mặt đáy. Mà vuông với mặt đáy có duy nhất đường SA chưa? Thì qua O thầy sẽ dựng đường vuông góc với đáy là SA. Kể song song luôn. Đấy. Là xong bước 1 chưa? Bước 2 nhá. Bước xác định tâm mặt cầu ngoại tiếp thì bạn làm như nào? Thì bạn nhìn này. Chúng ta dựng trung trực của cạnh bên vuông góc với mặt đáy. Thì cạnh nào vuông góc với mặt đáy đây? Cạnh nào vuông góc mặt đáy đấy ạ? SA đúng không? Là cạnh bên vuông góc mặt đáy chưa? Vậy thì qua SA chúng ta lấy trung điểm. Chúng ta dựng đường trung trực của nó và cho cắt đường thẳng D là xong đúng không? Thế bây giờ bạn nhìn đường trung trực chúng ta vẽ như nào thì bạn để ý đây. SA luôn vuông góc với AO không? Đúng không? Bởi vì SA vuông với mặt đáy thì chắc là SA vuông với AO. Vậy là qua H thầy kẻ một đường thẳng song song với AO, nghĩa là nó sẽ vuông với SA. Đấy, là delta này, trung trực này. Và hai đường này cắt nhau đâu? Thì Y sẽ là tâm mặt cầu ngoại gì? Ngoại tiếp. Và thầy chứng minh cho bạn luôn tại sao Y là tâm mặt cầu ngoại tiếp. Thì các bạn nghe nhá. Đầu tiên có hai ý các bạn phải nhớ. Y thuộc trục đáy là D chưa? Đúng không? Suy ra Y sẽ cách đều tất cả các đỉnh ở dưới mặt đáy. Đáy chúng ta có mấy đỉnh? 3 đỉnh. Ờ, thì nghĩa là IA bằng IB bằng Y gì? IC. Các em có hiểu không nhỉ? Tiếp theo Y thuộc đường thẳng delta chưa? Delta là trung trực của SA đúng không? Ngày xưa các bạn học rồi. Tất tập hợp những điểm nằm trên đường trung trực thì luôn cách đều hai đầu mút. Thế thì đầu mút của cái đường thẳng delta chính là S, là A với cả gì đấy? Là S. Vậy thì Y sẽ cách đầu là IS bằng Y gì? IA. Thế kết nối vào thì có phải là chúng ta có là gì? IS bằng IA bằng IB bằng IC chưa? Và trong hình có một điểm nào đấy cách đều tất cả các đỉnh của hình thì nó sẽ là tâm mặt cầu ngoại gì? Ngoại tiếp. Bán kính chính là bốn cái cạnh này luôn. Đúng không các em? Ở trên nhá. Nhìn thấy góc đường chưa? Đấy là chính xác, đó là ba đường đối một vuông với nhau. Thế mình sẽ vẽ như sau này.
Đó. Đó, đường thứ nhất này, đường thứ hai này, đường thứ ba, đúng chưa các em? Đó, sau chúng ta nối vào, chưa? Là A. Bơ các em đi nhá, ba đường này cắt nhau ở điểm nào đi ạ? Ở O, thì O lúc nào cũng để góc trong cùng. Đấy, nó đúng là cái góc tường luôn. Xong chưa? Ký hiệu vuông góc. Thì ba em nhớ luôn nhé, đó là gì ạ? AB của chúng ta, OA vuông góc với OC và OA vuông góc với OB, nghĩa là vuông với mặt gì? Mặt đáy. Được. Vậy cạnh B vuông góc với mặt đáy của bài này chính là O gì? OA. Đó. Đó. Rồi. Nào bước 1 nhé, thì hỏi Diễm này đầu tiên. Bước 1 là xác định tâm đáy đúng không em? Cái Diễm nói như này, tâm đáy bài này hình này là cái hình gì? Là cái điểm nào? O sai. Đấy là hình gì? Tam giác gì ạ? Tam giác gì? Vuông ở đâu? Thì cạnh người là cái nào? Có nhớ lúc ấy thầy vừa dạy không ạ? Tâm đáy là trung điểm cạnh gì? Cạnh người, nếu đấy là tam giác vuông. Vậy thì tâm đừng tròn ngoài tiếp đáy. Ở đây nó phải là cái điểm này. Thế gọi là gì đây? Đã. Ok chưa? O người ta dùng rồi, mình dùng tên khác thôi. Nhưng mà ý nghĩa nó phải là chuẩn em nhá. Đấy. Thì bài này trình bày như sau đấy, đầu tiên là câu hỏi gì và O là trung điểm đúng không ở gọi H nó nhầm là trung điểm BC. Thế từ đấy chứng minh luôn nhá, nhớ là trong lý thuyết thì mình chỉ xác định được làm sao, mình chỉ cần nói đơn giản như thế thôi, nhưng mà thực tế là mình hiểu, mà khi biết cô hỏi như thế nào mình phải hiểu được nó đúng không ạ? Thì chứng minh như sau rất là dễ này, các bạn nối OH vào này. Ở đây áp dụng về định lý rất đơn giản thôi ạ. Nếu H là trung điểm BC thì OH là đường trung tuyến đứng với cạnh huyền chưa? Thì nó sẽ là gì? Một nửa cạnh huyền. Nghĩa là OH sẽ bằng HB bằng H gì? HC. Thì điều này cho chúng ta cái gì ạ? Đó là H sẽ cách đều tất cả các đỉnh. H cách đều O, cách đều B, cách đều C chưa? Vậy chắc chắn đúng theo lý thuyết là O à là H là tâm đường tròn ngoại gì? Đường tròn ngoại tiếp. Ở đây thì ghi ba chấm nhá, cho nó đỡ mất thời gian. Đó, cái bài đầu tiên thì nó rất là kín đúng không ạ? Rồi bước thứ hai, bước em nhìn bước hai là gì ạ? Dựng trục của đáy đúng không? Trục của đáy là đường đi qua tâm đáy, nghĩa là đi qua hát đấy, và vuông góc với mặt gì? Mặt đáy. Bước các bạn nhìn cho thầy xem là bài này đường nào đó vuông với mặt đáy rồi, OA chưa? Vậy thì qua tâm hát thầy sẽ vẽ một đường song song với ô gì? OA. Có hiểu không ạ? Đây sẽ là trục của gì? Trục của đáy. Xong chưa? Trục đáy. Là D. Vậy thì nhớ cho thầy nhá. Khi đấy thì chắc chắn nhớ đây tính chất này. Đấy, ghi thêm một cái chú ý nhá. À thôi, tí nữa ghi sau đi. Các bạn cứ xác định trục đáy đã. Xong bước thứ hai thì bước 3 là gì đấy? Là bước 3 đọc là gì? Vẽ trung trực đúng không? Trung trực của cạnh nào đấy ạ? Của cạnh bên vòng góc với mặt đáy đúng không? Là cạnh nào? Cạnh nào là cạnh bên vòng góc mặt đáy? OA đúng không ạ? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ lấy trung trực của OA như sau này. Thầy lấy K là trung điểm OA chưa? Xong chưa? Thầy kẻ vuông góc. Thì khi kẻ em để ý nhá. OH có vuông góc với OA không? OH có vuông góc với OA không? OH có vuông góc với OA không em? Sẽ không, OA vuông mặt đáy mà đúng không? Có. Vậy thì cái đường trung trực này phải song song với O gì? OH đúng không? Mình phải kẻ chuẩn nhá. Đấy, song song chưa? Đấy, thầy xóa bớt cái ký hiệu đi cho nó cho dễ nhìn này. Ok chưa cả lớp? Nhìn song song chưa? Và nó sẽ cắt cái trục này ở đâu? Chính là tâm gì? Tâm Y. Và chính là tâm mặt cầu ngoại gì? Ngoại tiếp. Gọi là delta là trung trực của AO. Vậy từ đấy cuối cùng là chúng ta lấy delta cắt D ở đâu thì đấy là tâm Y. Này gọi ra điểm Y nhá. Nhưng mình phải chứng minh. Các bạn nhớ này, khi một hình chóp nội tiếp trong một cái khối cầu thì tâm Y sẽ cách đều các đỉnh đúng không ạ? Nghĩa là IA phải bằng IB bằng IC bằng ID. À, IA phải bằng IB bằng IC bằng IO chưa? Thì bơ các bạn ghi này cái chú ý nhá.
chú ý này, đó là trục ghi cho thầy là tất cả những điểm trục đường thẳng D. À thôi ghi đơn giản này, điểm mà thuộc trục của đáy, đi ạ. Điểm mà thuộc trục của đáy thì sẽ cách gì? Cách đều các đỉnh ở đáy. Thì vào đây các bạn phải ghi rõ nhé. Ví dụ hoặc là thi tự luận hoặc là cô mà hỏi hiểu rõ như này. Cái điểm mi của chúng ta thuộc đường thẳng D không? Mà D là trục đáy chưa? Vậy suy ra là IA phải đó, ba cái đỉnh của tam giác đáy là cách nào đi ạ? OBC đúng không? Nghĩa là IO bằng IB bằng IG, IC. Có công nhận với thầy điều này không? Tiếp theo, Y thuộc cái trung trực delta chưa? Em nhìn delta là trung trực của đoạn nào ạ? Lỗi mình kể là trung trực của đoạn nào? OA chưa? Tất cả những điểm thuộc đường trung trực thì cách đều hai đầu mút thầy câu vài chính là cách đều A và cách đều gì? Điều O. Nghĩa là IA bằng Y gì? IO. Thấy chưa? Thế tất cả đều bằng IO chưa? Vậy theo tính chất bắc cầu thì suy ra gì ạ? IB bằng IC bằng IA bằng IO chưa? Nghĩa là khi Y mà cách đều tất cả các đỉnh của khối chóp thì nó phải là tâm mặt cầu ngoại gì? Ngoại tiếp. Em đã hiểu cách chứng minh chưa? Rồi. Thế sau khi chúng ta hiểu đến đây rồi nhá, thì ơi chúng ta mới đi xác định như sau này, nó chính là R của chúng ta cần tìm. Và bây giờ mình đi tính đúng không? Bờ theo em ấy thì mình tính cách nào, bởi vì là một R sẽ là một trong bốn cái này, chúng ta phải chọn một trong bốn này chúng ta đi tính đúng không ạ? Thì thường nhá, thường thì thầy sẽ lấy cái anh IA. Nhớ nhá, nhồi đến đỉnh. Đỉnh là A chưa? IA. Đi tính rất là dễ này, nhìn cho thầy tam giác nào trừ IA đi ạ? Tam giác IAK. IAK. Vuông ở đâu đi ạ? Vuông ở K. Đúng chưa? Vuông ở K. Vậy thì từ đấy thì dùng Pythagore IA sẽ bằng căn bậc 2 của AK bình cộng với KI bình nha. Có đúng không em? Ok không ạ? Bây giờ thầy theo diễm là AK tính được không diễm? AK thì em đi lại OA thì bài trong mấy? 6 AK bằng 1 nửa chưa? Trung trực mà thì phải đi qua trung điểm của O gì? OA. AK bằng 6 1 nửa là mấy? Là 3 bình. Đúng không diễn? Tiếp theo KI thì sao? Em nhìn nhớ nhớ này này. Nếu mà với cái bài này ấy, thì auto cái góc K này vuông chưa? Góc O này vuông chưa? Góc H này vuông chưa? Vậy cái phần này tô màu xanh ấy, chính là K O, I, H luôn là hình chữ gì? Hình chữ nhật. Nếu mà hình chữ nhật ý, thì K, I luôn bằng O gì? O, H. Đúng không em? Ok không ạ? Rồi, thưa thầy sẽ chú thích kể vào đây nhé. Vậy chúng ta sẽ có là K, I bằng O, H. Mà O, H là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền ở dưới đáy. Bằng một nửa cạnh gì? Cạnh huyền. Như là BC trên máy á. 92. Đúng chưa? Thế có tính được không? Tính được, bởi vì thằng này bằng 6 thôi, thằng này bằng 6 vuông ở đấy. Pythagore, hoặc nếu em nhớ nhanh hình vuông tam giác vuông cạnh là A thì cạnh huyền là A căn mấy? A căn 2. Vậy thì ở đây mình có là 6 căn 2 trên 2 chưa? Đó, thay vào đây nhá, bấm vào thầy xem kết quả là bao nhiêu đi ạ. Đó nào đây, đi khi em đã hiểu bài này chưa? Bài đầu tiên thì thầy nó rất là kỳ đúng không ạ? Nhưng mà sau khi mà các bạn đã hiểu rồi thì các bạn làm nó rất đơn giản thôi nhá. Đấy, ghi chép bản thân lại từng bước một cho thầy. Là có SA có mặt đấy nhá. Rồi. Em mà hiểu em trả lời được thì chắc chắn các bạn sẽ nhớ. S A B C D. Đúng chưa? Bước em nhìn. Bước khiêm trả lời cho thầy, đầu tiên bước 1 là xác định tâm đáy đúng không? Đáy là hình gì ạ? Hình chữ gì? Chữ nhật. Tâm đáy là giao điểm hai đường gì? Ở tâm là tâm đường tròn ngoại tiếp nha. Nhắc lại, đi nhắc rất là kỹ đấy. Đây thì gọi là O chưa? Vậy bước 1 thì xác định tâm gì? Tâm O, đúng không ạ? Bước thứ 2
cái gì ạ? Dựng trục của đáy đúng không em? Trục của đáy là từ tâm O này, chúng ta sẽ kẻ một đường vuông với mặt đáy. Thì bài này các bạn nhìn đường nào vuông với mặt đáy rồi, thế nào? Đúng chưa? Vậy thì từ đây thầy dựng đường vuông với mặt đáy lên, có đúng không? Đó. Rồi. Vậy ở đây thì có là D nhá, vuông góc với mặt đáy ABCD. Ở đây các bạn hiểu là gì ạ? D chính là song song với cả SA ấy. Đó. Và D đi qua gì? Qua O. Trục đáy. Nào, bước 3 là gì ấy? Là diễm. Mình kẻ đường trung trực đúng không? Từ đâu? Chính xác từ cạnh bên SA. Đúng không ạ? Để lấy trung điểm này. Sau đấy mình kẻ vuông gì? Đó. Thì em nhớ là ở cái bài này nhá, rất là hay nhá, với cái bài chóp tứ giác ấy, thì các em để ý cho thầy ba cái đường sau nó sẽ đồng quy lại một điểm này. Đó là đường trung trực delta sẽ cắt đường thẳng D và cắt SC chạm một điểm luôn. Còn thấy ba cái đường này không ạ? Đấy, delta là trung trực của SA nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ gọi giao điểm của delta cắt đường thẳng D là Y đúng không ạ? Thì trên hình các bạn nhớ thầy ba cái đường màu xanh theo cắt nhau này, SA là một này, SC là hai và đường thẳng D là ba. Ba đường này sẽ đồng quy, quên mất không phải là SA mà là delta. Đấy, thấy chưa? Mà dễ dàng chứng minh được Y là trung gì? Trung điểm của SC không? Tại sao các bạn nghe này? Thứ nhất, K là trung điểm của SA chưa? Đúng không? Thế theo tính chất đường trung bình trong tam giác SAC ấy, thì Y có phải trung điểm của SC không các bạn? Hiểu chưa? Đấy. Nhớ cái hình này nhá. Xong rồi, thì chứng minh tương tự nhá, không chứng minh là IA bằng IB bằng IC bằng ID nữa. Bởi vì rất đơn giản thôi. Y thuộc D thì Y sẽ cách đều 3 đỉnh. Đó. IA bằng IB 4 đỉnh ở dưới đáy. Đúng chưa? Mà Y thuộc đường thẳng delta thì cách đều 2 đầu mút là IS bằng Y gì? IA. Đó, vậy từ đấy Y sẽ cách đều tất cả các đỉnh và nó sẽ là tâm mặt cầu ngoại tiếp. Đó. Các bạn chúng ta đi tính. Đúng không các anh? Đây bà người ta hỏi cái gì ạ? Bán kính, đúng không? À, thế mà mình thấy ngay mình dùng luôn như bình thường, cứ nhớ là R thì nối đến đỉnh gì? Đỉnh S. IS chưa? Đúng không ạ? Thế IS ở đây các bạn gắn nó tam giác nào? SAC không? Ở SAC cũng được, bởi vì IS bằng một nửa gì? SC. Đúng không? Đúng chưa? Mình tính là SC mà. SC ở đây các bạn nhìn SA đây, bạn đề bài người ta cho chưa? Mấy? 2. Đúng không? Đường chéo là căn mấy? Căn 2. Ôi, chính là AC nhá. Ừ, hợp lý đấy. Vậy thì dùng nhá Pythagore này, SC sẽ bằng căn bờ 2 của SA bình qua AC bình, đúng không em? Đó. Thay vào 2 bình 4, SC bình phương này là mấy? 2. Căn 6 trên mấy? Trên 2. Đáp án nào đây ạ? À. Diễn hiểu không em? Kiếm ok chưa? Nào, tâm mấy cả bạn thấy nhân ok chưa? Anh có đấy nhỉ? Hay lúc vậy nói thì thầy không nghe đấy. Alo, anh có đây không ạ? Ok. Đừng nốt vào nhỉ, Ngọc Ánh vào xem, vào Zoom học nhưng lại không thể đấy. Đấy. Không lấy bị điểm danh thiếu như nào? Chứ sao em check được là mình thiếu? Ở bạn đi báo này mà. Mai anh nhé, mà em check lại mai anh nhé. Mai anh thì nhớ là đi học đầy đủ nhé. Bạn mai anh, tuần này bạn không nghỉ buổi nào đâu. Các em điểm danh nhầm hoặc đây mai anh nào đấy. Có thể mai anh mới thì không biết. Nhưng mà theo như thầy nhớ là thầy là lớp mình không có mai anh mới. Ngoài mai anh đấy đâu. Mai anh học ở hồi. Yến Trang hai đại. Cũng xem lại. Yến Trang xem lại. Yến Trang nhớ là đi đủ. Quang Dũng ok này. Quang Dũng thì đúng này. Bạn đi xin phép rồi, Phương Anh B thì cũng chắc là xin phép rồi. Khánh Ngọc hai này cũng nhầm nhé.
Cánh Ngọc nghỉ buổi hôm qua, còn buổi đầu tuần thì có thể Yến Trang là bạn ý đi ngủ đấy. Một buổi sao em nghỉ đây hai buổi? Ờ em nghỉ đây hai lại. Thế tí ông tự sửa đấy, anh thầy nhắc lại cho mà check. Còn đứa nào nghỉ mình nhớ tuần sau đi bù ấy. Hoặc nếu mà Hiếu nhớ nhá, Hiếu ý thức nhớ này, nếu mà hỏi học sinh bảo em xem video rồi đúng không? Lấy một ví dụ luôn. Không tìm một nào hết. Bây giờ cả lớp tự làm câu, các câu sau này 35 này. Làm hay so thầy, thầy tí để dạy công thức tính nhanh. 35 36 38. Đó, mấy câu này. 35 cần lấy chưa em? Không. Diễm có cần không? Nào. Đầu tiên bước 1 Diễm nói thầy. Tâm đáy có chưa? Có sẵn rồi đúng không? Đấy xong bước 1 này. Trục đáy mình dựng nhào đấy ạ. Là từ tâm đáy tôi kẻ đường vuông gì? Thì bạn này S nào có mặt đáy chưa? Rồi đúng không? Vậy tâm đáy ở đây thầy dựng từ Y một đường thẳng đứng lên đúng không em? Bước thứ 3 là dựng trung gì? Trung trực của cạnh nào đấy ạ? Ở cạnh bên SA. Xong chưa? K nhé. Đây sẽ là tâm gì? Tâm mặt cầu có thể gọi là O chưa? Có hiểu không ạ? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có bán kính là Y gì? IS. À OS. Có đúng không cả lớp? Xong chưa? Bây đi tính nhá. Em gắn nó vào tam giác nào đây? S, K, O. Đúng không em? Bằng căn bậc 2 của gì ạ? S, K bình cộng với K gì? K, O bình. Đúng chưa? Bài này người ta cho S ra bằng 1. Vậy thì S, K là 1 phần mấy? 1 phần 2 tất cả bình. Đúng không em? Cộng với K, O. Thế K, O đâu ạ? K, O của chúng ta là cạnh này. Nó bằng với A gì? A, B. Đúng không em? Đấy. Thế em đọc kia. Đáy ABC nội tiếp trong đường tròn có bán kính bằng 2A. Thế thì có phải là A, IA có chính là bán kính không? Mà cao bằng IA chưa? Có nhìn thấy cái điều này không? Đây này. KO, IA luôn là hình gì? Hình chữ nhật. Vậy thì hai thằng bằng nhau chưa? Đấy, thế là xong rồi. KO sẽ bằng 2 luôn. Bấm máy kết quả ra bao nhiêu đây ạ? Đâu nào? B đúng không em? Ok. Hiểu không ạ? Rồi. Thế bây giờ các bạn sẽ quay lại cho thầy cái phần lý thuyết. Thì chúng ta có một công thức tính nhanh cực kỳ đẳng cấp như sau. Đó. Đây. Các bạn thấy phần công thức tính nhanh được chưa? Thì với nếu mà em dùng công thức tính nhanh ấy thì chúng ta không cần phải xác định trục đáy, nữa là xác định tâm ở trung trực nữa, mà chỉ cần xác định tâm đi, tâm đáy là chúng ta sẽ làm được mọi thứ. Đấy. Thế mà các bạn ghi thấy cái công thức nào ạ? Đây là dạng hình chóp có nghệ B đúng không? Mặt đáy này. Đây sẽ là công thức của chúng ta. Để em ghi cho thầy vào trong vở đi ạ. Rồi, thấy chưa? Thế trong đấy các bạn ghi thầy R lớn ấy, là bán kính mặt tí, mặt cầu. R nhỏ là bán kính đường tròn ngoại gì? Ngoại tiếp ở đấy. Còn D ở đây chính là cái cạnh bên mà vuông với mặt tí, mặt đáy. À, chỉ cần nhớ ba cái thông số này thôi thì bài toán này sẽ kết thúc. Xong chưa? Đó. Nếu mà tư duy trách nhiệm ấy, các bạn không cần dựng hình luôn. Bởi vì bài này nó lại cho thông số rất là đẹp nhá. Bờ nhá, giả sử coi như chúng ta chưa vẽ cái gì cả nhá. Bạn nhìn công thức này. Công thức là R lớn bằng R nhỏ bình phương cộng với D. D bình trên 4 đúng không em? Bài này không cần vẽ hình luôn nhá. Các bạn đọc lý thuyết tôi này. Bán kính đáy cho chưa? Cạnh bên cho chưa? Vậy thay gì?
thay vào là xong, không cần phải hình. Đấy là 2a bình này cộng a bình trên 4. Các bạn thấy ngay kết quả giống nhau không? Đúng chưa? Cái bài này dùng công thức dễ hơn bởi vì đơn giản nó cho luôn cái thằng này và cho luôn thằng này rồi. Chúng ta chỉ cần thay vào là xong. Em hiểu ý thế nó không ạ? Chứ nếu mà bạn nào mà khôn ấy, bạn vận dụng nhuần nhuyễn hai cái phương pháp này thì bạn làm nhanh hơn rất nhiều. Bài này không cần vẽ hình đúng không? Rồi, lắp công thức này. R đúng không ạ? Sẽ bằng cái gì đây? Căn bậc 2 của đường cao. Đường cao này là SA này. Là SA bình phương lên là 2 căn 3 tất cả bình trên 4. Dạ, cộng với bán kính của đường tròn máy. Đường tròn máy tiếp tay. Đọc qua xương xương một chút này. Đấy là hình vuông. Đó, thì tâm đấy là trung điểm cạnh nguyên là Y. Đúng không? Thì bán kính đấy chính là gì đây? Chính là IA, IB và IC. Bây giờ mình lấy một trong ba này thôi. Thì ở đây dễ nhất là mình lấy IA nhé. IA thì có phải là bằng gì đây? Một nửa của AC đúng không? Mà AC chúng ta dễ dàng tính được theo Pythagore. Căn bậc 2 của AB bình cộng với BC bình 1 cộng với 3 trên 2. Căn của 4 là 2, 2 chia 2 là 1. Và thầy Giang khai ở đây kết quả là 1 của máy. À là 1 luôn rồi. Đó, thế là xong. Bấm máy tính nhá. Đấy, cần gì phải đi vẽ đâu. Còn bạn nào thích vẽ thì các bạn cứ vẽ thôi, rồi các bạn tính thì nó cũng thế thôi, đúng không ạ? Đấy, là bằng 2. Đúng không? Đáp án D chính xác. Đó. Cái bài này nếu mà làm trách nhiệm thì bạn làm nghèo không? Không ai để là ABC cả. Thầy đã bảo rồi, nó cho cái gì thì chúng ta hãy chọn cái giá trị. Đúng không? Bình thường SA chọn là 1. Đúng không? Thế bây giờ B các bạn chọn là 2 đi. C các bạn chọn là 3 đi. Và các bạn lại làm như thầy vừa dạy. Và lớp làm cái bài này sẽ các bạn luôn nhá. Các bạn nhìn câu này. Đó. Vẫn như bài trước thôi đúng không? Nhưng mà mình làm nhanh thì làm như này. Nào, làm nhanh nhá. R này sẽ bằng căn bậc 2 của đường cao trên 4 cộng với bán kính đáy. Đúng không? À, bán kính của đường tròn máy tiếp đáy. Đường cao SA là 1/4. Bán kính đáy đúng không? Đáy là hình vuông. Đó, thế thì tâm đáy sẽ là trung điểm cạnh nguyên. Và bán kính chính là gì? Là SO. OB và O gì đây? OC. Đó, thì OB các bạn tính BC thôi, Pythagore, đúng không? BC bằng cái gì đấy ạ? Căn bậc 2 của gì đây? SB thì cho là 2, SC là 3. Và căn bậc 2 của 4 cộng 9 là căn 13, đúng không ạ? Và thế thì bán kính đấy bằng một nửa của BC, nghĩa là căn 13 trên 3, trên 2. Đó, em này tính các em bấm nhé. Thì là căn bậc 2 của 1/4 này, cộng với cả 13 trên 4, đúng không các bạn? Thì sẽ có là căn 14/2. Thế bây giờ trong 4 đáp án các bạn chỉ cần thay là gì đây? A bằng 1, B bằng 2 và C bằng 3 là xong. Đấy, bây giờ mình thay vào thì đáp án nào đúng đấy? Thì chắc chắn là đáp án B rồi. Bởi vì mẫu chia cho 2 thì cũng thể lấy được rồi, đúng không? Quá là dễ rồi. Thì các bạn tự kiểm tra lại nhá. Đó, câu này là tự luận là hơi bị mệt đấy. Ba ẩn biến đổi rất là lòng vòng. Đó. S, A, B, C. Đúng chưa? Rồi. Thế thì ở đây chúng ta có như sau. BA bằng BC là bằng mấy? Bằng 3. Có đúng không? Đã quên mất. Không, 40. BA bằng BC bằng 3. Vuông tại B. Nghĩa là đấy là vuông gì? Vuông cân. Đúng chưa? Đấy, như thầy nói nếu mà bạn dùng công thức nhé, bạn ấy hỏi gì? Bán kính mặt cầu ngoại tiếp đúng không? Dùng luôn công thức này, đúng với dạng cạnh bên đúng không? Mặt đáy này, R lớn bằng căn bậc 2 của gì ạ? R bình cộng D bình trên mấy? Trên 4. Ồ đúng không em? Thế thì R lớn bằng cái gì? Đây, đầu tiên là tôi cần xác định bán kính được trong máy tiếp đáy. Xác định tâm đáy trước nhé. Nào mơ Huy nói cho này, tâm đáy ở đây là gì ạ? Chính xác trung điểm AC đúng không? Trung điểm cạnh nguyên. O nhá. Vậy thì bán kính ở đây là gì? Bán kính chính là gì ạ? OA hoặc OC hoặc O gì? OB đúng không? Thì mình lấy R của chúng ta sẽ bằng OA đi. OA bằng một nửa AC chưa? Đúng không Kiếm? Mà AC mình có tính được không ạ? Có. Pythagore là lấy một cạnh nhân căn mấy?
căn 2, bởi vì là vuông cân cạnh huyền luôn bằng cạnh góc vuông là 3 nhân hệ số căn 2. Xong chưa? Thế em biết luôn ở đây thay vào là 3 căn 2 trên 2 bình nhá. Đường cao là S gì? D ở đây là chính là S gì đấy? Theta cạnh bên có mặt đáy mà. Xong mấy? Xong chưa? Có cần đi dựng trục dùng trước gì không ạ? Bấm này kết quả là bao nhiêu? Bao nhiêu đây? 9 căn 2 trên. Sai đâu nhỉ? Chín căn hai trên bốn á? Ở trên bốn quên mất, thiếu đây mình trên bốn đúng không? Thế ra bao nhiêu nhỉ? Ba mấy? Trên hai. Đáp án gì? Em hiểu cách dùng công thức chưa? Nghĩa là mình chỉ cần áp gì? Áp dụng xác định được bán kính đường tròn máy tiếp đáy và cạnh bên thôi. Nhưng mà đừng quên cách bản chất nhé, bởi vì cách bản chất sẽ làm giúp chúng ta làm những bài phức gì phức tạp. Còn cái cách này sẽ dùng với bài là gì ạ? Nó chỉ là như thế này để đi tính bán kính, hoặc tính diện tích, hoặc tính thể gì tích nhá. Đấy, các bạn trong Zoom đã hiểu cách dùng công thức tính nhanh chưa? Nếu mà hiểu rồi thì comment này số 40 phần những chat. Nhìn coi anh nhá, cả lớp nhìn này, nhìn thấy bảng này. Đầu tiên mình cứ vẽ hình đã, hình thoi, ok, đấy hình thoi. Thì đấy vẽ, các bạn vẽ lên hình ảnh. Đọc cái vấn đề này. SCD với SAD cùng vuông góc với mặt đáy, đúng không? Thì nhớ cái chết hồi lớp 11 học rồi. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì giao tuyến của hai anh này là anh nào đấy ạ? S giống nhau chưa? D giống nhau chưa? Vậy giao tuyến là S gì? SD sẽ cùng vuông góc với mặt thẳng đáy đấy luôn. Vậy bài này các bạn hiểu đường cao chính là S gì? SD. Thì D thầy sẽ để ở trong này. Đúng chưa lớp? Nhìn tiếp nhá. Góc tạo bởi SC với mặt đáy là góc 45 độ. Thì bạn hiểu đơn giản như này. Tạo với mặt phẳng ABC, về khái niệm mặt phẳng ABC hay là ABCD là như nhau đúng không các em? Thì xác định góc thầy dạy các bạn rất nhiều lần rồi. Đầu tiên là giao điểm giữa SC với cả mặt đáy là điểm nào đấy ạ? Đỉnh là S chưa? Chân góc là D đúng không? Đỉnh, giao điểm, chân vuông góc. Vậy góc này 45 độ này. Và người ta cho hình thoi này có bốn cạnh bằng nhau và tất cả các cạnh đều là bằng 1 nhá. Góc BAD bằng 60 độ. Thế thì nối luôn BD vào đi. Các bạn thấy ngay, phát hiện ra ngay tam giác DAB là tam giác gì? Đều chưa? Cân mà. Đã góc 60 đều, vậy anh này bằng mấy? Xong chưa? Bây nhìn kỹ vào đề bài. Mặt cầu ngoại tiếp của khối chóp này, đúng không? Bởi bác làm đúng theo bản chất nhá. Đầu tiên tâm đáy. Tâm đáy là điểm cách đều tam giác đáy. Bài này bảo SABC nhá, chứ không phải SABCD. Rất nhiều bạn bài này đi tìm tâm của hình thoi là sai. Người ta bảo hình thoi đó, mà tâm của tam giác AB gì? ABC, tam giác màu xanh này, đúng không? Bờ điểm nào trên hình chúng ta xác định được là nó cách đều ba đỉnh A, đỉnh B và đỉnh C, dễ dàng tôi có nguyên chính là đỉnh D. Tại sao D là tâm của tam giác này? Các bạn có nhìn thấy cái đường này không? Tâm bằng mấy đây? Một chưa? Anh này vừa chứng minh tam giác đều, anh này bằng một chưa? Anh này cũng bằng một chưa? Cách đều chưa? D cách đều ba đỉnh ABC chưa? Vậy với tam giác đáy ABC thì tâm phải là đường thẳng, phải là điểm gì đấy? Điểm D. Dễ dàng có DA bằng DB bằng DC đều bằng 1. Đúng không? Đó, tam giác đều thì dễ rồi, các bạn tự xác định nhá. Xong bước thứ nhất đúng không? Bước 2 là các em sẽ đi dựng trục của đáy đúng không? Lại giờ hơi tiếp lần thứ 2. Tại vì sao? Nếu bạn nào ấy khéo léo, bạn ấy để ý bạn tính trước cho thầy. Như này tam giác SDC
Nhìn tam giác SDC chưa? Góc này 45 độ đúng không? Tam giác vuông của 45 độ là vuông gì? Vuông cân. Tại đâu đây? Nghĩa là hai cạnh này bằng gì? Mà anh này bằng 1 chưa? Mình phát hiện một điều rất là hay là DS lại bằng mấy? Thế thì 4 này bằng nhau à? Đúng không? Bằng nhau hết chưa? Thế thì D cách đều S, cách đều A, cách đều B, cách đều C. Thế hỏi các bạn là SABC là 4 đỉnh của tứ chóp tam giác này chưa? Vậy không cần phải làm gì cả, D chính là tâm mặt cầu ngoại gì? Ngoại tiếp luôn. Bởi vì đây là điểm cách đều tất cả các đỉnh. Xong bài chưa? Xong rồi, đấy là D luôn các em ạ. Thì đây chính là bằng bán gì? Bán kính đúng không? Bằng mấy luôn? Bằng 1 luôn. Tham dung tức tính kể gì? Kể tích. V mặt cầu bằng 4 phần 3 lần pi nhân R mũ mấy? R bằng 1 chưa? Vậy là 4 phần 3 pi. Y gì đó? Đầu tiên để vẽ hình ra đúng không? Hình chóp tam giác này. Đấy là tam giác gì chưa biết nhá. Hiện tại chưa biết là tam giác gì, mình vẽ tam giác thường bất kỳ. Cái nào mặt này? Thấy chưa? Nghe này. AB bằng A căn 2. BC bằng A. SA SC bằng 2A. Góc SCA bằng 30 độ. Nào. Đầu tiên nếu em làm bước 1 xác định tâm đáy ấy, thì vấn đề xảy ra ở đây là không biết đáy là hình gì để xác định. Bởi vì hiện tại đáy là một tam giác thường đúng không em? Được chưa? Thì thầy dạy rất qua bà rất nhiều lần rồi, giống như câu 41 lúc đấy ấy. Trước khi bạn đặt bút các bạn tìm như bình thường thì tính nốt những cạnh còn lại xem là chúng ta có gì đặc biệt không. Thì bài này các bạn nhìn ngay vào tam giác SAC, chúng ta sẽ dễ dàng tính được AC và tính được S gì đấy? SA dựa theo lượng giác đúng không ạ? Thì chúng ta tính trước đi nhá, cho nó để xem là mọi thông số có sẵn thì chúng ta xem có điều gì xảy ra không. Thì các bạn để ý nhá. Tam giác SCA thì thầy dùng luôn này. Đầu tiên nhá. AC ở vị trí kề đúng không? Anh này là huyền, chúng ta sẽ dùng cos 30 độ. Sẽ bằng AC trên SA tại SC. Thế ở đây chúng ta sẽ ra AC bằng bao nhiêu đây? Là bằng SC nhân cos 30 đúng không? Là 2A nhân cos 30 bằng A căn 3. Chúng ta tiện thể tính SA luôn. SA là đối trên gì? Trên huyền. Và sin 30 thì video gọi cũng được, không sao cả. Ra bao nhiêu được em? 1 nhá. Đến đây chúng ta dừng lại một chút này. Bờ tam giác đấy chúng ta biết ba cạnh nhá, biết rồi đúng không? Thì trước khi em làm em phải kiểm tra xem nó cân nó đều hay là nó vuông. Cân đều thì loại rồi đúng không? Tôi nhẩm đây này. Anh này bình phương là mấy? Anh này bình phương là mấy? Anh này bình phương là 3 chưa? 2 cộng 1 bằng mấy? Pi ra gì? Pi ra gò. Phát hiện luôn là gì? Chúng ta có là AB bình cộng BC bình thì có phải luôn bằng AC bình không? Đúng không em? Đây, AB bình là mấy A? 2A bình nhá. Cộng A bình bằng 3A bình nhá. Vậy CA8 này vuông ở đâu? Nếu mà vuông ở B xác định tâm được tâm đứng tròn ngoại tiếp đáy không? Là trung điểm cạnh gì? Cạnh huyền. Xong chưa các em? Ở đến đây thì không cần dựng hình nữa, bởi vì chúng ta có thể dùng công thức tính nhanh luôn. Bạn nào dựng hình cũng được, không vấn đề gì cả nhá. Ở đây chúng ta CA điều gì ạ? Vậy CA bán kính mặt cầu ngoại tiếp ấy sẽ bằng cân bằng 2 của R nhỏ bình cộng với D bình trên 4. Nào vừa thay này. Xác định tâm đáy là O rồi đúng không? Thì bán kính sẽ là OA bằng OB hoặc O gì? OC. Thì mình lấy OA nhá. OA bằng một nửa A gì? AC chưa? Mà ở đây loại AC chúng ta tính là loại chúng ta tính là bao nhiêu đây? A căn 3 đúng không? Thì thay vào đây sẽ là A căn 3 trên mấy? 92. D chính là cạnh SA chưa? Mà SA đây mình tính sẵn là bằng mấy đấy các em? Vậy là 1 trên 1 phần 4. 1 phần 4.
Xong rồi, các bạn bấm máy tính đáp án nào đấy ạ? C. Các em hiểu không ạ? Để câu nào mà các em cảm thấy là các em xác định được bán kính đáy và cạnh bên rồi dùng công thức luôn, không cần phải xác định hình nữa. Có bạn xác định hình được không sao, vẫn đúng nhá. Đó là kết thúc câu này đây.